34. Hỏi cúng dường. Không bỏ lỡ cơ hội, cư sĩ nữ là cô Lệ Thùy Phương, 23 tuổi, con của ông quan phủ sở tại có đứng ra trình thưa hỏi Đức Phật như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, gia đình chúng con thường hay cúng dường các vị tăng, chúng con phải cúng làm sao cho có công đức, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy cô Lệ Thùy Phương, gia đình cô hay bất cứ ai cúng dường đều có kết quả hai chiều cả. Một, cúng dường để được đi luân hồi. Hai, cúng dường để nuôi lớn pháp thân thanh tịnh của chính mình. Như Lai giải thích rõ hai phần cúng dường này cho cô rõ. Một, cúng dường để được đi trong sáu nẻo luân hồi là khi cô cúng dường mà vọng cầu điều gì đó, vọng cầu đi đâu thì nghiệp lành sẽ dẫn cô đến đó. Vì sao vậy? Vì khi tâm vật lý cô vọng cầu, nên tài vật của cô cúng dường tự động biến chuyển theo sự vọng cầu mà hình thành ra phước đức. Vì là phước đức nên phải theo quy luật luân hồi là thành, trụ, hoại, diệt. Hai, cúng dường mà tâm vật lý cô không cầu điều gì, tức tâm vật lý cô thanh tịnh. Khi cô cúng dường, tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh, đồng nghĩa sự cúng dường ấy nó trùm khắp. Vì là trùm khắp nên tự động biến thành là công đức. Có công đức để làm gì? Có công đức là để sau này khi cô vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nó theo cô để nuôi lớn pháp thân thanh tịnh của cô. Cô Lệ Thùy Phương thưa hỏi tiếp, kính bạch Đức Thế Tôn, làm sao con phân biệt công đức và phước đức? Đức Phật dạy, phần này Như Lai lấy vật chất nơi thế giới này để ví dụ thì cô mới hiểu được. Một, công đức ví như là vàng ròng. Hai, phước đức giống như là tiền giấy. Vàng ròng cô tạo ra nhiều như quả núi. Nếu quả núi vàng ròng ấy có bị lửa đốt thì vàng ròng cũng tự nhiên. Dù vàng ròng có chảy ra thì vàng ròng cũng không hao mất. Còn tiền giấy cô tạo ra như quả núi, nếu bị lửa đốt thì số tiền bằng giấy lớn như quả núi đó không thể còn được. Do vậy, công đức mới làm cho pháp thân thanh tịnh tồn tại vĩnh viễn được. Cũng vì nguyên lý này mà Đức Phật A-di-đà có ba thân: một, vô lượng thọ; hai, vô lượng quang; ba, vô lượng công đức. Đức Phật dạy rõ thêm, trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là gì? Trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là nơi những vị Phật ở. Nhưng vì trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh có quá nhiều vị Phật nên gọi là chư Phật. Những vị ở trong bể tánh thanh tịnh này có ba phần như sau. Một, công đức nhiều nhất gọi là Phật lớn. Hai, công đức trung bình gọi là Phật trung. Ba, công đức ít gọi là Phật con. Đức Phật lại dạy thật rõ phần công đức. Công đức là thành quả của sự cúng dường của cô mà không vọng cầu. Vì không vọng cầu đến nơi nào mà lại có. Vì cái có đó nó được điện từ âm dương bảo quản và lưu giữ đi theo suốt dòng đời của cô. Nhờ sự bảo quản và lưu giữ này, khi cô được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, thì những công đức mà cô đã tạo ra, nó tự biến thành là pháp thân thanh tịnh của chính cô. Còn lớn hay nhỏ là do sự tích lũy công đức của cô. Cô Lệ Thùy Phương nghe được lời dạy của Đức Phật, cô đã rõ thông câu hỏi của mình nên cô khóc và hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Chúng tôi là những người sưu tầm, biên soạn và viết ra những lời dạy của Đức Phật ngày xưa. Chúng tôi chỉ ao ước có một điều là mong quý vị đừng nghe theo lời nguyền của ma vương mà phải bị đi trong lục đạo luân hồi. Còn vị nào nghe được lời vàng ý ngọc của Đức Phật dạy, cố gắng làm theo sự chỉ dạy của Ngài thì chắc chắn được giải thoát. Mong quý vị thực hành đúng. Lời phân tích sau cùng. Một, người tu tập theo đạo Phật, mục đích chính là để được giác ngộ.
Từ chỗ giác ngộ đó mới hiểu rõ ràng lời của Đức Phật dạy, tu tập lần lần mới giải thoát được. 2. Người tu tập theo đạo Phật là muốn từ bỏ những hư ảo ở thế giới này, đi tìm lời chân thật của Đức Phật dạy. Nếu không biết công thức tu theo thiền tông, thì dù chúng ta có ngồi tu 1000 năm, cũng là tu theo sự xúi bảo của ma vương cả. Ma vương thì có lợi đó, còn người làm theo sự xúi bảo của ma vương thì phải bị đi trong luân hồi không ngày cùng. Đức Phật đã dạy, một khi mất thân làm người rồi, muôn kiếp khó mà trở lại làm người được. 2. Nước mắt của một chúng sinh đi trong lục đạo luân hồi còn nhiều hơn nước của 4 biển nơi thế giới này. 35. Một số câu hỏi đặc biệt. 1. Ông Triệu Quốc Phong sinh năm 1953 tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tại đường Trần Hưng Đạo, quận 5, có hỏi 2 câu thật đặc biệt như sau. Câu 1. Trong sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, trưởng ban có nói đến điện từ quang và điện từ âm dương. Vậy các loại điện từ nói trên nó ở đâu? Câu 2. Người tu theo thiền tông khi vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh, những phước đức mà mình tạo ra từ vô lượng kiếp có chuyển thành công đức được không? Câu 3. Trong tam giới, loài nào cũng có tánh của loài đó, sao Phật mà cũng có tánh nữa? Trưởng ban trả lời, câu 1. Hiện tại trong càn khôn vũ trụ và thế giới này có đến 3 loại điện từ như sau. 1. Điện từ quang, loại điện từ tự nhiên, không có âm dương, chức năng rung động, đưa đi, thu gần lại và sáng. Nhiệm vụ làm cho ý trong tánh Phật có sự sống là thấy được, nghe được, nói được và biết được. Ý trong tánh Phật ở trong thanh tịnh nên không bị luân hồi. 2. Điện từ âm dương, loại điện hút vào và đẩy ra. Nhiệm vụ hút cho tứ đại dính lại, đẩy cho các tứ đại không va chạm với nhau, bao bọc hạn chế tất cả các loài, giữ gìn nhân quả cho tất cả mỗi loài. Điện từ này ở trong ý của muôn loài trong 6 nẻo luân hồi gồm 1. Các cõi trời, 2. Các loài thần, 3. Các loài người, 4. Các loài ngạ quỷ, 5. Các loài cô hồn, 6. Các loài ở địa ngục. 3. Điện từ vật lý, do loài người chế tạo ra có 2 chiều và dụng công như sau. 1. Tạo ra lực đẩy và kéo. 2. Tạo ra nhiệt và ánh sáng. 3. Tạo ra sức chuyên chở âm thanh và hình ảnh. Câu 2. Người tu theo thiền tông không cần chuyển phước đức của mình thành công đức, mà vị nào khi được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh thì tự nhiên những phước đức của vị ấy tạo ra trong tam giới mà chưa sử dụng, tự nhiên theo mình vào trong bể tánh trở thành là công đức. Vì sao được như vậy? Vì phước đức của vị ấy làm ra được điện từ âm dương bao phủ thành một khối. Khi khối phước đức này vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, được điện từ quang chiếu rọi nên khối phước đức ấy liền chuyển thành là công đức. Câu 3. Trong bể tánh hay trong lục đạo luân hồi, loài nào cũng có tánh cả như 1. Trong Phật thì có tánh Phật, sống bằng điện từ quang. Điện từ quang là điện từ tự nhiên thanh tịnh nên không bị luân hồi. 2. Trong lục đạo thì có tánh của muôn loài, do điện từ âm dương bao phủ lại, bị giới hạn của mỗi loài nên phải đi theo luân hồi. Vì sao tánh trong tam giới có sai biệt? Vì là do nghiệp riêng biệt của mỗi cá nhân tạo ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, tất cả chư Phật, vị nào cũng có tánh Phật cả. Tánh Phật sống hoàn toàn bằng điện từ quang. Mỗi một cá thể Phật đều có sai biệt về pháp thân. Vì sao vậy? Vì mỗi vị Phật ở trong tam giới, họ tạo công đức có khác nhau. Có nhiều vị Phật pháp thân của họ lớn hơn quả địa cầu này, còn nhỏ nhất cũng bằng nửa quả núi lớn tại địa cầu này.
Loài người và muôn loài khác cũng sống bằng điện từ quang. Trước kia, muôn loài sống ở trong bể tánh thanh tịnh, điện từ quang cũng như nhau. Nhưng ở trong tam giới, mỗi loài tạo công đức khác nhau, nên khi trở thành là pháp thân thanh tịnh có lớn nhỏ. 2. Nhà văn Lương Trọng Nghĩa sinh năm 1949 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cư ngụ tại nhà số 2453 đường Monterey, thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ. Nhà văn là người sưu tầm rất nhiều tôn giáo. Khi đọc quyển sách Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ, nhà văn có đến chùa Thiền Tông Tân Diệu hỏi trưởng ban quản trị chùa như sau: "Ở đây thầy tu gì?" Trưởng ban quản trị chùa trả lời: "Chúng tôi ở đây không tu gì cả." Nhà văn Lương Trọng Nghĩa nặng lời nói: "Thầy cất chùa ra mà không tu, đồng nghĩa thầy lập ra chùa để kiếm tiền nuôi thân chứ gì?" Trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu nghe nhà văn Lương Trọng Nghĩa nói mình lười biếng cất chùa ra để kiếm tiền nuôi thân. Nếu người không hiểu pháp môn Thiền Tông học, nghe nói như vậy rất là xấu hổ. Nhưng vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu này là một vị chuyên giảng pháp môn Thiền Tông học mà Đức Phật dạy nơi thế giới này. Trưởng ban nghe lòng mình thương cho nhà văn Lương Trọng Nghĩa là một vị trí thức cao mà không có hiểu biết rõ ràng về lời dạy của Đức Phật, nên trưởng ban có nói với nhà văn như sau: "Vậy nhà văn có biết pháp môn Thiền Tông học nhà Phật là tu làm sao không?" Nhà văn Lương Trọng Nghĩa gương mặt vẫn còn kiêu hãnh nói với trưởng ban: "Tu theo Thiền Tông học nhà Phật là dụng công định tâm thật sâu để nhận ra Phật tánh của chính mình." Trưởng ban nói với nhà văn Lương Văn Nghĩa: "Nhà văn có biết chữ tu là gì không?" Nhà văn Lương Trọng Nghĩa trả lời: "Là sửa tâm tánh của mình, sống cho đúng với đạo." Trưởng ban liền nói ba câu như sau: "Thân tôi không bệnh mà tu sửa cái gì? Tâm tôi không loạn mà tu sửa cái gì? Tánh tôi không rối mà tu sửa cái gì?" Nghe trưởng ban quản trị chùa trả lời một loạt ba thứ thân, tâm và tánh không cái nào tổn thương mà mình đòi tu sửa, bất chợt nhà văn Lương Trọng Nghĩa hiểu được pháp môn Thiền Tông là không dụng công tu. Trưởng ban đã nói rất rõ trong các sách viết theo hệ thống Thiền Tông học. Nhìn qua nét mặt của nhà văn Lương Trọng Nghĩa, trưởng ban biết ông đã nhận được căn bản của pháp môn Thiền Tông học này, nên trưởng ban nói: "Tôi xin tặng nhà văn 12 câu kệ mà Như Lai dạy tu theo pháp môn Thiền Tông học này. Nếu tâm vật lý của nhà văn thật sự được thanh tịnh và chú ý nghe thì sẽ lãnh hội được pháp môn Thiền Tông học này." Trưởng ban đọc 12 câu như sau: "Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm, chẳng quán chẳng tưởng, nhận liền tánh nghe, tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Thiền Tông không chọn sớm trưa, không ngồi không đứng, không ưa niết bàn, chỉ cần bỏ chuyện thế gian, tánh thấy không thấy chỗ xưa Phật truyền. Lòng người bị đảo bị điên, chỉ cần thôi dứt niết bàn hiện ra." Như Lai nói rõ ý ra tu thiền thanh tịnh là ra luân hồi. Vừa nghe trưởng ban nói rõ thân, tâm và tánh không cái nào bị tổn thương nên không cần tu sửa, còn 12 câu kệ mà Như Lai dạy tu theo pháp môn Thiền Tông, nhà văn đã hiểu nên có trình thưa với trưởng ban như sau: "Kính thưa trưởng ban, ban đầu chúng tôi không hiểu tu theo Thiền Tông học là tu là sao, nên có lời không phải với trưởng ban. Được thầy nói rõ chỗ thâm sâu của pháp môn Thiền Tông học mà Như Lai đã dạy, cá nhân tôi đã lãnh hội được pháp môn Thiền Tông học này. Vậy tôi xin hối lỗi với trưởng ban và xin trình bày với trưởng ban hai ý như sau: một, trước hối lỗi với trưởng ban; hai, sau xin trình sự hiểu biết của tôi để trưởng ban kiểm chứng." Trưởng ban nói:
Mục đích của chúng tôi là phổ biến pháp môn thiền tông học này cho ai có duyên lớn nhận ra. Đây là lời dạy của Đức Phật, còn việc lỗi phải chúng tôi không màng đến. Vì sao vậy? Vì lỗi phải là luân hồi của vật lý, chúng tôi không sử dụng. Vậy mời nhà văn nói lên chỗ hiểu biết của mình. Nếu hiểu được khái niệm pháp môn thiền tông học, nhà văn sẽ được cấp giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Còn nếu có thơ hay kệ từ 12 câu trở lên mà nói lên được chỗ thâm sâu pháp môn thiền tông học này, sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt được bí mật thiền tông. Nghe trưởng ban nói như vậy, nhà văn Lương Văn Nghĩa trình bày như sau. Người tu theo pháp môn thiền tông học nhà Phật, về hình tướng bên ngoài không cần hình thức, về nội tâm bên trong chỉ cần tâm vật lý mình thanh tịnh thôi hay dứt là đủ. Vì vậy, trong 12 câu kệ trưởng ban đọc, tôi đã nhận ra chỉ cần bỏ chuyện thế gian, tánh thấy không thấy chỗ xưa Phật truyền, lòng người bị đảo bị điên, chỉ cần thôi dứt niết bàn hiện ra. Như Lai nói rõ ý ra, tu thiền thanh tịnh là ra luân hồi. Trưởng ban nói, về căn bản pháp môn thiền tông học, nhà văn đã nhận ra được. Còn về đạt được bí mật thiền tông, nhà văn nên cố gắng. Hôm nay, chúng tôi cấp liền cho nhà văn giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Còn bí mật thiền tông và truyền thiền tông là tùy theo sự nỗ lực của nhà văn. Nhà văn Lương Trọng Nghĩa hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 36. Lời khuyên của người viết sách. Nếu quý vị đọc hết các quyển sách viết về thiền tông học này mà không cảm nhận được tánh thanh tịnh của chính mình, thì quý vị nên xếp lại để lưu truyền lại cho con cháu nhiều đời sau. Sách được lưu truyền qua nhiều đời sẽ trở thành là gia bảo. Biết đâu trong số các hàng con cháu của quý vị sẽ có người giác ngộ được yếu chỉ thiền tông, cao hơn là bí mật thiền tông. Pháp môn thiền tông học này Đức Phật chia làm 3 tầng bậc như sau. 1. Hiểu tổng quát hay khái niệm pháp môn thiền tông gọi là giác ngộ yếu chỉ thiền tông, tức vào được sân thiền. 2. Giải mã được tất cả các danh từ hay các pháp môn của Đức Phật dạy, được gọi là đạt bí mật thiền tông, tức mở được cửa nhà thiền tông. 3. Được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tức đã về đến quê xưa của mình.